Xin chào tất cả các em. Hôm nay tuyển sinh 247.com sẽ hướng dẫn các em cách điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 trên hệ thống quản lý thi. 4 bước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 theo hình thức trực tuyến. Bước 1, đăng nhập vào hệ thống quản lý thi. Bước 2, đăng ký dự thi. Bước 3, lưu thông tin đăng ký dự thi. Bước 4, in phiếu đăng ký. Sau đây, tuyển sinh 247 sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước cho thí sinh. Video này được thực hiện bởi tuyển sinh 247.com, trang học trực tuyến uy tín. Thầy cô sẽ đồng hành giúp các em có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Đầu tiên, các em truy cập vào trang thí sinh.thitotnghiệpchunghocphothong.edu.vn. Các em nhập số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, mật khẩu đăng nhập và mã xác nhận để vào trang. Sau khi đăng nhập, màn hình đổi mã đăng nhập sẽ được hiển thị. Thí sinh thực hiện đổi mã đăng nhập, đổi mật khẩu. Mật khẩu thay đổi phải đảm bảo là mật khẩu mạnh, gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả ký tự số, ký tự đặc biệt, ký tự in hoa, ký tự in thường. Lưu ý, thí sinh nhớ lưu lại mật khẩu để đăng nhập các lần tiếp theo. Sau khi đổi mật khẩu thành công, các em tiến hành điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Thí sinh bắt đầu đăng ký thử dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 từ ngày 24 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2024. Sau thời gian này, dữ liệu phiếu đăng ký sẽ bị xóa để phục vụ triển khai đăng ký chính thức từ ngày 2 tháng 5 năm 2024 đến hết 17 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2024. Phần A, thông tin cá nhân. Mục 1, họ, chữ đệm và tên. Tại đây, hệ thống đã nhập sẵn thông tin họ và tên của các em rồi. Các em chỉ cần kiểm tra lại xem đã đúng chưa. Nếu chưa đúng thì cần chỉnh sửa lại. Phía bên cạnh là ô tên, các em không được để trống ô này. Các em lưu ý viết đúng như trong giấy khai sinh của mình. Viết bằng chữ in hoa có dấu. Bên cạnh các em chọn giới tính nam hoặc nữ. Ví dụ, bạn Nguyễn Văn A, tên A, giới tính chọn là nam. Mục 2, ngày tháng năm sinh. Mục này, hệ thống cũng đã nhập sẵn thông tin cho các em. Các em cần kiểm tra lại. Nếu chưa đúng, cần chỉnh sửa lại cho chính xác. Mục này, các em nhập ngày tháng năm sinh của mình vào. Năm sinh sẽ là hai số cuối. Ví dụ, ngày sinh của bạn A là mùng 1 tháng 1 năm 2006. Chúng ta sẽ nhập 010106. Mục 3. A. Nơi sinh của thí sinh cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố. Nếu sinh ở nước ngoài, thí sinh chỉ cần ghi rõ tên quốc gia theo tiếng Việt. Bạn A sinh ở Hà Nội, bạn chỉ cần chọn Hà Nội vào mục nơi sinh. B. Dân tộc. Ghi đúng như trong giấy khai sinh. Bạn A là dân tộc Kinh, tìm chọn dân tộc Kinh. Các em nhìn phía bên phải có mục ảnh 4x6. Các em cần up ảnh thẻ của mình lên. Ảnh có định dạng JPG hoặc JPEG, có kích thước 4x6cm và được chụp không quá 6 tháng kể từ ngày đăng ký dự thi trung học phổ thông 2024. Mục 4, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Đây chính là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân mà chúng ta đã đăng nhập. Mục 5, nơi thường trú. Các em cần điền mã tỉnh, mã huyện, mã xã nếu có. Các em nhấn vào nút tìm kiếm ở mục này sẽ hiển thị bảng tìm kiếm hộ khẩu thường trú. Đầu tiên, chúng ta chọn tỉnh. Sau đó chọn huyện. Chọn xã. Nếu xã không phải xã khó khăn thì sẽ không hiển thị ở mục này, chúng ta sẽ bỏ qua. Sau đó, nhấn vào nút chọn. Như vậy, hệ thống đã tự nhập được mã tỉnh, mã huyện. Các em cần kiểm tra lại chính xác hay chưa ở phần dưới mục địa chỉ. Tiếp đến, chúng ta nhập đến ô địa chỉ. Thí sinh nhập địa chỉ thường trú vào ô địa chỉ. Phía dưới là nơi thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1, nơi thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn. Các em thuộc đối tượng nào thì tích vào ô đó, nếu không thuộc đối tượng nào thì bỏ qua. Đối với thí sinh có nơi thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn, cần nhập từ thời gian nào đến thời gian nào vào các ô tương ứng. Mục 6, nơi học trung học phổ thông hoặc tương đương. Lớp 10, các em nhìn phía bên phải màn hình nhấn vào nút tìm kiếm. Màn hình sẽ hiển thị bảng tìm kiếm tỉnh, thành phố hoặc trường trung học phổ thông. Đầu tiên các em chọn tỉnh, sau đó chọn trường mà mình theo học năm lớp 10, sau đó nhấn nút chọn. Kết quả sẽ được mã tỉnh, mã trường trung học phổ thông đúng theo thông tin em chọn. Tương tự với lớp 11, 12. Tiếp đến là tên lớp 12, các em nhập tên lớp của mình vào. Ví dụ, bạn A lớp 12A1, điền 12A1 vào ô. Mục 7, điện thoại. Các em cần nhập số điện thoại, email. Lưu ý, các em phải nhập chính xác số điện thoại, email. Tránh tình trạng nhập sai số điện thoại hay email, hệ thống sẽ gửi mã xác nhận bảo mật thông tin sai.
Mục 8. Địa chỉ liên hệ. Các em phải ghi rõ họ tên người liên hệ, địa chỉ chi tiết. Xóm, số nhà, thôn, đường, phố, ngõ ngách. Xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố. Các em có thể nhấn vào nút lấy thông tin từ hộ khẩu thường trú. Ví dụ, Nguyễn Văn A, số nhà A, tổ dân phố B, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mục 9. Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Nếu em dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, thì các em tích chọn vào ô bên cạnh. Các em lưu ý, đối với thí sinh chưa chắc chắn có xét tuyển đại học hay không, thì vẫn nên tích chọn mục 9 này. Vì nếu các em không tích chọn, đến khi có kết quả thi lại thay đổi ý định muốn xét tuyển đại học, cao đẳng, thì lúc đó các em đã không còn cơ hội nữa rồi. Vậy nên, mục này các em nên tích chọn dù đang phân vân nhé. Mục 10. Hình thức giáo dục phổ thông. Các em đang theo học hệ giáo dục trung học phổ thông hay giáo dục thường xuyên thì tích chọn vào hệ đó. Mục 11. Thí sinh tự do. Nếu các em đang học lớp 12 tại trường thì bỏ qua mục này. Mục 12. Dự thi tại cụm. Mã cụm đã được hệ thống tự động chọn theo trường tạo tài khoản. Mục 13. Nơi đăng ký dự thi. Mã đơn vị đăng ký dự thi. Mã trường trung học phổ thông đang theo học đã được hệ thống nhập sẵn thông tin. Mục 14. Đăng ký bài thi, môn thi. Đăng ký bài thi, các em tích chọn các môn mà mình sẽ đăng ký dự thi như toán, ngữ văn, khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Ngoại ngữ sẽ chọn môn ngoại ngữ mình theo. Ví dụ, bạn A đăng ký toán, ngữ văn, khoa học tự nhiên và ngoại ngữ là tiếng Anh. Các em nhìn mục B xem đã đúng môn thành phần trong bài thi tổ hợp chưa, như khoa học tự nhiên là vật lý, hóa học, sinh học. Mục 15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ. Đối với thí sinh có nguyện vọng miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi, điểm toàn bài thi, thí sinh phải ghi điểm vào ô điểm thi. Nếu không có thì bỏ qua. Mục 16. Đăng ký môn xin bảo lưu. Ghi điểm môn xin bảo lưu vào ô tương ứng. Mục này chúng ta bỏ qua. C. Thông tin dùng để xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng. Thí sinh phải nhập minh chứng đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn. Minh chứng thí sinh nhập sẽ được kiểm tra và xác thực. Thí sinh chịu trách nhiệm hoàn toàn thông tin ưu tiên và chứng minh khai báo. Mục 24. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh. Nếu các em không thuộc đối tượng nào thì bỏ qua mục này. Còn nếu các em thuộc đối tượng ưu tiên nào thì chọn đối tượng đó. Ví dụ, em là người dân tộc thiểu số sống tại vùng khó khăn thì chọn 01. Sau đó, hệ thống yêu cầu nhập mô tả minh chứng. Mô tả minh chứng là giấy khai sinh hoặc quyết định xác định lại dân tộc của cấp có thẩm quyền. Tiếp đó, các em nhập minh chứng là ảnh chụp giấy khai sinh của mình. Mục 25. Khu vực tuyển sinh. Mục này, hệ thống đã nhập sẵn thông tin cho chúng ta, như của bạn A là khu vực 3. Mục 26. Năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương là năm 2024 đối với các em đang học lớp 12. Mục 27. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên đại học, cao đẳng. Đối với các em đang học lớp 12 bỏ qua mục này. Như vậy, chúng ta đã nhập xong hết các mục. Các em lưu ý trước khi nhập mã xác nhận, cần kiểm tra lại tất cả các mục đã điền đầy đủ, chính xác chưa, có bị thiếu, sai sót chỗ nào không. Sau khi đã kiểm tra và thấy chính xác rồi, các em tiến hành nhập mã xác nhận vào ô. Các em điền chính xác chữ hoa, chữ thường, chữ số. Cuối cùng là nhấn nút lưu phiếu đăng ký. Các em lưu ý, khi đăng ký xong, các em cần xuất phiếu đăng ký sang file PDF, in một bản và lưu file trên máy tính, trên email để so sánh đối chiếu khi cần thiết. Các em thân mến, trên đây là những hướng dẫn của tuyển sinh 247.com với mong muốn giúp các em có thể dễ dàng hoàn thành phiếu đăng ký dự thi của mình. Chúc các em đăng ký thành công và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!